Được chưa? Rồi được rồi, giờ tốt rồi. Chào anh, chào tất cả mọi người với diễn đàn. Hôm nay anh em mình lên đây thì ngày hôm qua tôi cũng tính là nói với anh một cái chủ đề mà tôi mới vừa cảm thấy tôi bất bình, là ở đây Hiểu. tôi cho anh coi cái đó để mình rộng lượng, mình bàn tán chút chút xíu có Ok. nào lên trên trên ở đây thì anh thấy rõ ràng trên hình là một ông thống đốc tiểu bang Florida Yes. là ký một cái đạo luật bắt buộc, nhớ kỹ dùng chữ bắt buộc nha, dùng cái chữ bắt Okay. buộc nha. Học sinh phải Okay. học về tội ác của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Triều Tiên, Venezuela và Nga. Ở đây thì mình không có nói về cái vấn đề các nước khác, mà mình chỉ nói cái vấn đề của ở Việt Nam của mình Đúng, thôi. đúng, đúng. Kệ mẹ nó, còn ở nước khác mình không có tin, mà không biết, Đúng. kệ mẹ nó. Thì tôi thì từ hồi xưa tới giờ đó, thì mình nói cái điều này cho nó rõ ràng chút xíu là thường thường những cái người, những cái phe chống đối thù ghét Việt Nam mình thì họ truyền bá là Việt Nam nó ác, Việt Cộng nó ác lắm, hoặc là Đúng, chủ nghĩa đúng, ta nó đúng, ác lắm. đúng, 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 Nhưng đúng. mà ở đó không ai dẫn chứng được một cái gì ác cả. Đúng rồi, chị nghe thôi, Chỉ nghe mới nghe nói thôi, tuy nhiên đi. không có văn bản pháp lý, là không có một giấy trắng mực đen, là không có bất cứ một cái gì cả. Anh hiểu tôi nói không? Nhưng đấy, nhưng cái đó mà tôi phản bác điều đó. Đó, nhưng mà tôi có thể dẫn chứng được những cái người tư bản nó ác độc với lại gì? Việt Nam. Thế giới, Việt Thế Nam. giới, Việt Nam, mình Việt nói Nam Việt và Nam thế giới luôn. Và ok. mình nói riêng Việt Nam mình thôi. Ok. Đây, tôi dẫn chứng luôn. Đây. Đây là cảnh than thương của những người Việt Nam hồi trong chiến tranh bị bom đạn của Mỹ. Yes. Tại làm sao ông ấy đó, đất nước yes. ở nửa bán cầu. Đây. Yes. Thấy chưa, những người cha ôm con chết mà không biết vì lý do gì bị bom đạn. Yes. Đây, đây. Đây. Thấy chưa, tàn yes. khốc. Đấy. Tôi có thể chứng minh được tội ác bằng hình ảnh, bằng tiêu, bằng lịch sử, bằng sách vở của yes. những cái đấy. Còn đất nước Việt Nam tôi chưa thấy. Đây là cái hình này, là cái hình đây, mà cái hình đây này là Mỹ cái Lai. Hình là, đây cái Cái hình này này là Mỹ cái Lai. hình là thảm sát Mỹ Lai đây. Mỹ Lai, cái hình này Mỹ Lai. Đây. Đấy. Đây là những người đồng bào chạy loạn trong đâu chiến trong tranh Nam. đây. Trời đấy, Đó. Thôi được rồi. Như vậy để cho hiểu hiểu rằng là họ, anh nhớ kỹ điều này nha. Có nghĩa là hồi nãy tôi dùng cái chữ, tôi nhấn mạnh cái chữ bắt buộc. Có nghĩa là thường thường á, người ta hay nói là bị Việt Cộng hoặc là bị Cộng sản nó nhồi sọ. Nhưng mà cái chữ nhồi sọ nó không có văn bản. Mình chỉ gì nghe, nữa. Mình nghe chỉ thôi. Nghe. Tao nói mày nghe. Đù, phải thằng đó vậy chứ thật sự không có vậy. Nhưng không mà có đây, đây, ở đây có giấy trắng mực đen. Ở đây là rõ ràng là thống đốc Florida ký một cái đạo luật bắt buộc. Anh dùng cái chữ, anh nhớ kỹ chữ bắt buộc nha. Hiểu bắt mà. Buộc có nghĩa là phải chăng là anh bị bắt buộc nhồi sọ không? Yes. Anh phải nghe tôi dạy yes. cho anh, nó ác lắm. Yes. Rõ ràng anh thấy chưa, đó, 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 cái điều đó tôi rất là phản bác và tôi cảm thấy tôi không thích và yes. tôi cảm thấy tôi bất mãn. Bất yes. mãn ở đây là nó đủ thừa cho một đúng cái rồi. Chủ nghĩa mà cái chủ nghĩa nó không làm nên tội gì cả. Tôi nói rất đức yes. riêng của tôi thôi. Đúng, Việt đúng, Nam thôi. Đúng, cầu kệ đúng, mẹ đúng. Tôi muốn làm ta chỗ, tôi nói chỗ rất đức nào của tao khác mà mình thôi. Tới. Tôi chỉ nói Việt Nam thôi. Đúng. Đúng. Tôi tại nói mình vậy. biết, tại Việt Nam đó. Mình biết, chứ còn bên kia mình chỉ nghe bên kia thôi. Đâu còn biết kệ cha, tôi đâu có làm gì làm. Bên kia đó, mình chỉ nghe thôi. Đúng rồi, bữa nay tôi lịch sự chút, tôi thấy ông mặc ông tôi áo tay hoặc áo sơ mi, tôi cũng mặc áo sơ mi. Cái áo này là hôm trước đi chợ trời mua 5 đô nè, rồi về giặt, rồi dò bó, rồi xong rồi giặt áo mới, rồi ok. Có nghe. Rồi, thì bây giờ á. Tôi thì anh nghe anh nói. Anh phát biểu đi. Tôi okay. rất là bực mình. Bởi ok. Vậy. Tôi thì tôi nghe anh nói là, thì cũng như anh nói vậy đó, ừ. cái tội ác của Cộng sản tại Việt Nam ừ. thì là từ cái ngày tôi sinh ra, từ ngày chúng mình sinh ra, từ cái năm mà chúng mình sinh ra, năm 52, đúng là 52, cho đến năm 75 là đến lúc mà tôi rời khỏi Việt Nam. Và cho đến bây giờ đấy, tôi cũng không chỉ nghe thôi chứ còn không có nhìn thấy. Tôi cắt lời dạ. một xíu cái này. Có nhiều lần tôi đưa là những cái hình ảnh này lên và những cái tên chống mà đất nước Việt Nam mình, thí dụ như là A Quy, Hùng Lân, Hùng Nguyễn, rồi nói chung là tao đưa những cái này lên, mày tao yêu cầu mày làm một cái chuyện ngược lại. Thí dụ mà tôi đưa một cái hình của ông đại tướng, đại tá Ngọc Lan ngày xưa bắn thằng cha bảy lớp bảy lét gì đó đó, đó.
mày bây giờ mày kiếm một cái hình ngược lại là ngược một lại. Thằng Việt Cộng nào mà nó đấy. Bắn một cái thằng lên, mày cho tao biết thì tao đấy. Bỏ luôn cái tao không thèm lên luôn. Đúng. Mà từ hồi xưa giờ chưa có thằng nào mà nói một cái câu còn cái mà nhiều bức ảnh thảm sát lắm anh, có nhiều cái bức ảnh mình coi mình không xúc động đó, mình không có mà lên. Mình có nghĩa là những anh lính Mỹ, những chàng lính Mỹ nhà ta đấy đi vô giết Việt Cộng, đạp lên ngực những cô mà du kích quân mà đã chết rồi, đứng trên đó tạo dáng để mình chụp hình, nó thảm lắm anh. Hiểu mà. Thành ra tôi không muốn đưa lên thôi, nhưng mà rất là nhiều cái hàng mấy ngàn tấm ảnh như vậy, kể cả thảm sát Mỹ lại, nói chung tất tần tật. Mà tôi chỉ yêu cầu mày đưa hình ảnh lên bằng chứng sự thật, các một tấm cái một tấm lật ngược lại, tao chỉ cần mày lật ngược lại cho tao biết thôi. Cái điều đó đúng, tao giải nghệ luôn, tao không thèm lên mạng nữa một tấm, bởi vì cái điều đó nó muốn nói cái sự đau thương của đất nước mình là quá lớn anh. Dạ. Tôi là một người lính, anh là cũng là một người lính, tôi là lính tác chiến và tôi chứng kiến cái cảnh đau thương của đất nước mình quá nhiều. Và chính tôi là những người, anh biết là tôi là ở đội chỉ huy tiểu đoàn 9 mà, trên vì cái đó khi mà tàn chiến trận thì nó có một cái màn gì kêu là cái màn thu dọn chiến trường. Chiến trường, thu dọn chiến trường. Thì tôi dắt một đám lao công, tôi là lính, tôi dắt một đám lao công xuống để mình gom xác của những lao công chiến trường. Là lao công chiến trường đó, để mình gom xác những người mà Việt Nam mình gọi là tử sĩ đó, có người là chết đó. Anh thấy, nhắc bây giờ tôi cũng còn rợn da gà. Cái bông xô ngày xưa anh nhớ không? Cái bông xô lính ngày xưa anh nhớ không? Bỏ vào trong đó quấn lại, người thì không đầu, người thì không chân, người thì không khúc. Nói chung là mất tất cả những cái sự chiến tranh về bom đạn nó khủng khiếp đến mức độ mà nhìn mình thấy là mình sợ và mình không ăn cơm được. Và tôi chính vì cái chỗ nó ám ảnh tôi quá sức, thì nó vì chỗ đó là tôi sợ chiến tranh và tôi đúng sợ rồi. Lạp tôi sợ cái đất nước mình nó lặp lại cái điều đó, anh hiểu chỗ nào hiểu mà. Chính vì cái chỗ đó ra tôi mới nói cái điều là tôi rất là sợ đó, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy là ở đây nó có những cái mà ở đất nước mình á nó bị chọc ngoáy vào những cái chuyện rất ư là buồn cười. Tôi thấy nó ư là buồn cười. Việt Nam mình là toàn là nghe khống không, nghe đồn không có chứng từ, không có giấy tờ, không có gì trên đời. Nhưng bây giờ anh thấy rõ ràng ở đây là xuyên tạc, mà xuyên tạc cái từ bây giờ họ bắt buộc đầu đập coi nhồi sọ vào cái lớp học sinh để mà nhồi sọ vào cái lớp học sinh của thế hệ sau. Anh thù hận không? Thù hận. Nhồi sọ sự thù hận. Dạy dỗ sự thù hận. Anh thấy khủng khiếp chưa? Thành ra tôi phản bác điều đó và tôi không mua, tôi bảo vệ tôi với bạn nhanh là lên đây để nói cái vấn đề đó một chút. Ok. Chứ anh thì cũng được cái may này. May là thế này này. May là cái ông Ron DeSantis này đó là ông chỉ là thống đốc thôi. Là thống đốc của tiểu bang Florida thôi. Mà thành cái tiểu bang Florida nó làm có bang, cái tiểu bang nó rất là kỳ thị. Nó kỳ thị ai này? Nó bang da trắng mà, của mấy người nhà giàu, mấy người retire, mấy người Mỹ trắng từ trên vùng Washington DC, New York có tiền đó, đến mùa đông người ta chạy về đó, người ta đang nghỉ mùa đông. Cái bang đó có những người già mà họ rất là kỳ thị ai? Họ kỳ thị những cái người hiện tại bây giờ là nó kỳ thị Á Châu. Thì thế này nè, cái ông này á, ông chỉ là thống đốc của tiểu bang thôi, ông chỉ có quyền hành ở trong cái tiểu bang đó thôi. Đi ra khỏi biên giới tiểu bang, những cái lời nói của ông sẽ không có giá trị gì cả. Đấy là một điều mà mình an tâm. Cái điều thứ nhì nữa, mình nói với anh thế này nào. Thì cũng như anh vậy đó. Mình cái tội ác đây này, mình lặp lại này. Tội ác của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam và những quốc gia khác mình cũng kể tới. Để tôi đọc lại nguyên câu nhé. Tội ác của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam thì cũng như anh vậy thôi. Anh em mình sinh trong cùng một đời. Tội ác của cộng sản Việt Nam tại Việt Nam, chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam, mình chỉ nghe thôi. Mình chỉ nghe, mà mình nghe từ đâu ra? Mình nghe từ trong báo, trong đài. Mình cục chỉ nghe hướng, cục, ở trong báo. Cục chính huấn. Cục chính huấn. Những cái đó là những cái sự mà mình nghe từ hồi đó. Đúng rồi. Mình chỉ nghe thôi. Nhưng mà cái tội ác thì cũng như anh bảo là cái tội ác của những, đầu tiên là của người Pháp, sau đó từ những người Mỹ, và cùng với người Mỹ thì nó có người Úc Đại Lợi nè, người Đại Hàn nè, người Tân Tây Lan, New Zealand nè, người Phi Luật Tân nè, và cả người Thái Lan nữa. Những người đó, những người không phải người thường, không phải du khách anh, những người đó là những người lính thiện chiến đến Việt Nam, gây ra đủ mọi sự man rợ tùy theo sắc dân. Được. Người Mỹ họ đến Việt Nam, họ có cái man rợ của cái
tính cách của người Mỹ, nhưng mà người Đại Hàn đúng đến lúc đó họ có cái mang rợ riêng biệt của họ, họ có cái mang rợ riêng biệt của cái, họ. Cái sư đoàn ảnh hộ của nó ghê lắm. Dạ, rồi và không không phải riêng của người Đại Hàn không, mà những ngay cả những người Úc Đại Lợi và những người Tân Tây Lan họ cũng có cái mang rợ của họ, tại vì trong chiến tranh mà họ đến đó là họ để đi bắn người ta cho nó chết để phục vụ một cái quỷ lý do gì, mỗi người có một cái lý do riêng. Người ta đi từ mọi phương trời xa lạ, ngoại xâm mà đến đó rồi nó gây ra đủ tàn phá trên chết chóc, mỗi người một kiểu, nhưng mà căn bản là đều bằng một bóng đạn cả. Và những cái điều đó đây mình đã nhìn thấy tối thiểu là từ năm 1963, là kể từ cái ngày mà ông Ngô Đình Diệm bị bắn chết, chiến tranh bắt đầu tràn vào Sài Gòn và những vùng phụ cận, rồi đến cái ngày mình bước ra khỏi Việt Nam năm 1975. Và thưa anh, những cái điều tàn ác đó, những mình kêu là cái di hại của chiến tranh, tưởng chiến tranh đã chấm dứt nhưng mà đến bây giờ nó vẫn còn kéo dài. Nó kéo dài từ hồi đó đến bây giờ ở Việt Nam, thì là tại vì hậu quả của bom mìn chưa nổ và chất độc da cam còn ở bên này, còn ở bên nước Mỹ này, đến bây giờ cũng vẫn còn có những cái thành phần, một thành phần nào của Hoa Kỳ họ vẫn nghĩ Việt Nam họ bao giờ cũng có vấn đề. Ở đây là mình cho coi bằng hình ảnh rõ ràng luôn, thấy chưa, đây là một anh chàng lính Mỹ đấy, sát dưới là sát Việt Cộng và họ đấy, đứng tạo dáng đạp lên người họ tạo đấy, dáng và đeo chụp hình đấy. Đó nó nói lên cái gì đó đấy, thì đấy là một cái chuyện mà tội ác. Thì thế này nè, mình chỉ nói thêm cho mình đào sâu vấn đề này một tí xíu để cho anh em mình ngoài này nó nhẹ lòng, là thế này nè, cái thằng cha Ron DeSantis này đó, tức là thằng cha quê mấy người này đó là những người da trắng thượng đẳng. Ông tổng thống Donald Trump sau khi mà ông lên làm tổng thống đó, mà ông thấy cái lục đục ở bên New York đó, tức là ông dọn cái đại bản doanh của ông từ trên New York City về đến Florida. Florida là đại bản doanh của ông, là cái tòa nhà trắng thứ nhì của ông. Ông cứ ở Washington, ông có về New York mà ông có về New York mà lại ông xuống lại thì xuống lại Florida. Thì cái ông thống đốc ở đây Ron DeSantis này là ông là đàn đồ đệ của ông mà. Tất cả những cái điều gì Ron DeSantis là cái tư tưởng kỳ thị là vào là cái ông tổng thống thứ 45 của mình, nói trắng là như vậy đi. Và cái ông này là có áp dụng theo áp dụng theo thế thôi, nhưng mà mình nói như vậy để mình nói với con hiểu cho nó rõ ràng, hiểu lý do là lý do tại sao nó có chuyện này. Với lại mình muốn truyền bá cái đề để cho trong những cái người mà trẻ tuổi, những con các cháu ở Việt Nam nó hiểu rõ cái bản chất của những người tư bản là như thế nào đó, hiểu vậy đó. Như vậy tức như là ở đây mình muốn nói là một cái điều này, thường thường người ta nói lập đây lập lần thứ gì, có nghĩa là thường thường người ta nói vì cộng tàn Việt Cộng hoặc là chủ nghĩa cộng sản nó tàn ác vậy. Nhưng mà đó là cái câu truyền miệng, chẳng có cái con ba nào chứng chỉ nói vậy thôi, chỉ nói chỉ thôi, nói vậy thôi. Ê, tao nói mày ăn cắp đồ tao nè kia, không bắt lại chẳng biết nói đại khái cũng, là vậy đúng, nhưng cũng như là bây giờ nhưng khi mà mình nói ngược lại là mình có bằng chứng ở đây rõ ràng, ta coi điều rõ ràng ở đây là ra một cái bộ luật mà bắt buộc học sinh phải học căm thù cộng sản. Yep. Và cái thứ hai nữa, ta cho tụi bay coi những cái hình ảnh rất là tang thương của chiến tranh, ai giết ai, ai tàn ác hơn ai. Mình ngừng anh một chút nè. Anh nói cái chủ nghĩa cộng sản, căm thù chủ nghĩa cộng sản, đây là mình không nói rộng lớn quá, tôi anh nói vậy thì mình hiểu đó. Cùng cộng sản là trong này nói là tại Cuba, Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Venezuela và Nga. Đấy là họ nó kể ra mấy thằng như vậy. Thì thế này nè, mình không nói những thằng kia. Đúng rồi, nó căm thù mà. Người Mỹ họ có quyền căm thù Cuba, họ có quyền căm thù Trung Quốc, họ có thường Triều Tiên, Venezuela và Nga Xô, đó là cái quyền của họ. Nhưng người Mỹ không thể nào căm thù, không thể nào nói là tội ác của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Tại vì ở đó tôi là một người Việt Nam, ở đó từ đầu mùa đến cuối mùa, tôi không nhìn thấy, tôi chỉ nghe thôi. Mà tội ác của người Mỹ ở đó thì tôi nhìn thấy từ hồi đó tới bây giờ, và đến bây giờ tôi vẫn còn nhìn thấy. Đấy, thì đó là hôm nay các anh em mình lên cái like này để chứng tỏ, để phản biện lại. Ở đây tôi mới nói là ở đất nước của tôi mà thôi, tôi không đất nước của ai cả.
mấy người khác tôi mình biết cùng một quan điểm là đang phản bác lại cái điều cái sự mà gây hận thù để mà truyền bá những cái người học sinh, những cái người mà sau này để đưa vào trung học thì rất ư là thấy rất ư là bậy bạ. Bây giờ mình ngừng anh chỗ này một chút, là mình nói là tại sao bây giờ câu chuyện nó lại xảy ra thế này. Tại vì cái thằng cha này đó là bây giờ nó đang, nó là đảng viên, nó là thống đốc mà, nhưng mà nó là một loại đảng viên gọi là một người cộng hòa làm tới chớ rồi, nhưng mà nó đang muốn trở thành một cái phần ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024. Và bây ôi giờ ôi nó, trời ơi thằng này bây giờ nó mà lên tổng thống chắc chết thì nó có, nhưng mà bây giờ đó là cái, đây là một cái chiêu bài để nó đưa ra để nó quyến rũ lại phiếu, để nó quyến rũ dân chúng Hoa Kỳ. Tại vì cái bài này nó là cái bài của ông tổng thống Trump. Ông muốn, ông điều đầu tiên ông làm là ông chửi tất cả mọi người, ông biến tất cả mọi người thành kẻ thù của ông. Ông biến tất cả mọi người thành kẻ thù của ông. Ông này bây giờ cũng vậy này, bây giờ mình muốn người Mỹ phải khi mình thù người ta đó, thì mình mới tập hợp cái sức lực lại được. Khi nào mình có mối thù thì mình tập hợp sức lực. Thì giờ để mình nói trước, để mình làm cái chuyện này cho nó rộng ra đó, để cái lòng mình nó nhẹ lại một tí mà thực sự là như vậy đó. Là cái ông này nè, ông dùng cái những cái đạo luật thế này đó là để anh chi, là để làm cái bàn đạp cho ông biến thành ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Cộng hòa năm 2024. Và quả thật đến giờ này ông là ứng cử viên, ông là một candidate, là một sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa. Đấy là mình nói với anh như vậy, đó là cái gì nó cũng có lý do của nó. Người Mỹ mà họ làm cái gì, họ con người rất là thực tiễn, họ làm gì cũng có lý do. Và anh cứ để ý, cứ mỗi lần mà đến mùa bầu cử, đặc biệt là mùa bầu cử tổng thống, bao giờ họ không thiếu kẻ thù, họ tạo ra kẻ thù, thiếu kẻ thù họ tạo ra kẻ thù. Mình đã nhìn thấy người, mình nhìn thấy người Mỹ đánh nhau bao nhiêu người rồi, đâu có chuyện này đâu có là lạ, không có lạ. Người Mỹ là thù, người Mỹ là có rất nhiều kẻ thù. Đây nè, sau khi thấy thì thôi mình ngừng lại đây, mình ngừng lại đây, mình chỉ nói là đây là cái hậu quả trực tiếp của cái sự tranh cử tổng thống Hoa Kỳ mà nó sẽ xảy ra năm 2024. Đấy là cái điều mình biết. Rồi, mình ngừng lại. Rồi. Thì cho thêm coi một cách. Đây, tôi chẳng chứng cho các người coi. Việt Cộng chưa có ác với ai cả, mà ở đây là đây là một người mà con gái mà bị súng đạn chiến tranh và là người mẹ đã chết. Và cô bé ấy la lên, lướt mặt lên trời, trời thấu trăng. Các những cái cảnh như vậy thì nhiều khi tôi không muốn coi anh, mình sợ không dám coi. Rồi ok anh, cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay thì tôi ức quá, trong hôm qua nay tôi đã bàn với anh, tôi coi cái này là tôi tức. Và trong bụng mình nó làm gì, nó có cái gì nó nặng trĩu. Mà mình không có thể nào mình giải thích được. Nhưng mà tôi bàn với anh này để lên live và nói rõ về vấn đề này chút. Và tôi hứa nói với anh như là tôi chỉ nói đất nước Việt Nam của tôi mà thôi. Đấy, vậy thôi. Kệ mẹ, anh muốn làm thì làm. Mấy người khác kệ, họ muốn làm, họ chuyện cái chuyện thì ra. Ý tôi muốn nói cái điều này là họ nói từ xưa truyền miệng qua lỗ tai nghe thôi chứ không có thấy. Còn tôi dẫn chứng đây rõ ràng là thấy chứ không nghe. Ngược lại. Rồi, hiểu. Cái gì đó hiểu okay. Rồi quên quên chứ... ok sao anh okay. Cho mình nói anh cho mình nói cái nữa rồi nói đi anh, thì nói cũng cũng cùng ở trong cái bản tin này đó, trong cái bản này đó, trong bản tin mà từ của ông The Scientist này đó, thì ông có hỏi anh câu ông lại nói một câu, ông hỏi anh câu tại sao ai đó lại rời bỏ một nơi như Việt Nam. Tức là Việt Nam nó phải là cái gì kinh khủng lắm thì người ta, thì ông mới đặt câu hỏi để nói về cái tội ác của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Thì sau đó ông có nói một câu thế này: tại sao ai đó lại rời bỏ một nơi như Việt Nam? Thì ông hỏi như vậy đó là ông muốn đào xới xem để cho người mối sâu thù chủ nghĩa cộng sản Việt Nam. Nhưng mà ông hỏi câu đó này, tôi là mọi người đến đất Mỹ này, nó đến từ năm 1000 thử thế kỷ thứ 15 rồi. Khi mà các đoàn thuyền người ta cũng rời bỏ đi, họ đi bằng thuyền, họ đi từ châu Âu qua, họ thuyền họ đắm họ chết trên từ ngày lập quốc lắm mà. Từ ngày lập quốc ở đấy. Chứ đâu phải mà đến giờ này người Việt Nam đến rồi ông đặt ra câu hỏi như vậy. Mà bây giờ này, rõ ràng thế này, bây giờ này,
từ cái năm 1995 đến năm 2000, đến bây giờ 2021 này, mình có 10 triệu người mình kêu là illegal aliens, tức là những người nhập cư lậu vào đất Mỹ. Những người đó họ đến từ đâu? Đến Nam Mỹ, ở bên Tây Ban Nha thì không, chứ đâu có. Họ đi bộ ngay đây, họ đi bộ ngay đấy. Mà những cái tại những sao không hỏi họ mà hỏi tại sao hỏi Việt Nam? Tại sao Việt Nam? Đấy. Thì thôi, họ... đây là nó cố tình đó. Đấy, thì đó. Chưa phải nó cố tình thôi. Thì cái thằng cha này nó kỳ thị anh. Anh biết bây giờ nó kỳ thị ai? Da trắng thượng đẳng mà. Cứ mỗi lần mà đến mùa bầu cử tổng thống lại phải kêu một thằng, một sắc dân ra để chửi bới. Có những hồi tôi ở đây tôi theo dõi mà. Có những hồi cuối mùa thì kêu người Mỹ ra làm kẻ thù, con vật thế thần. Có những hồi kêu người người gì đó, người đạo hồi ra làm con vật thế thần trong vòng 20 năm. Thì giờ lúc bây giờ thay rồi, bây giờ người ta dạy thế này này. Cái trong này ông này á, bây giờ mình cho nói cái Việt Nam. Ông này bây giờ mình nói riêng Việt Nam nữa. Ông này mà theo cái chương trình của ông này á, thì những người Việt Nam ở Florida mà đã ở đây rồi, đến đi trước thì sẽ cư xử tệ bạc với những người Việt Nam đến từ Việt Nam ở đến Florida sau này. Tại vì đó là những người đã phạm tội ác, anh ở trong một cái môi trường tội ác. Tội ác. Cái chủ nghĩa tội ác. À, tội ác của Cộng sản ở Việt Nam thì anh sẽ nằm chung ở trong đó. Anh sẽ là những người đi biến thành tội ác. Anh dạy cái dân của anh kỳ thị với những người, ngay với những người đến từ quốc gia của họ. Và cái điều đó này, tôi nghĩ là một cái điều mà tôi phiền hà nhất, mà tôi rất là quan tâm. Mà tôi quan tâm là để nói cho các bạn biết thôi. Chứ còn riêng tôi thì tôi đã nhìn thấy cái điều đó này, là nó rất là thường với Việt Nam. Ở dân Cali này, những người qua Cali năm 75 coi thường những người qua đây năm 80. Mấy ông HO coi thường mấy người đi theo dạng này dạng kia. Mỗi người mình qua Mỹ anh, mỗi người qua một dạng khác nhau. Bây giờ mình lại bỏ cái đầu óc chính trị, cái không khí chính trị vô trong đó, chủ nghĩa vào trong đó, thì mình ngay cả cái người Việt Nam mình đã phân cách với nhau. Thì bây giờ thế này nè, mình nhìn ở trong cái đám châu Á đây. Đây này, bây giờ mình nói thì trong châu Á, thì châu Á bây giờ đó, châu Á bây giờ hiện tại bây giờ người châu Á Hoa Kỳ nó gồm rất là nhiều người. Nó gồm 40 mấy quốc gia. Bây giờ nếu mà nó làm, cái thằng này mà nó làm ở bên Florida mà nó làm như vậy thì là châu Á nó sẽ kỳ thị ba thằng, mấy thằng nào nó cũng chỉ thằng Việt Nam, thằng Trung Quốc và thằng Triều Tiên. Mà Triều Tiên là mấy thằng Đại Hàn. Thằng Đại Hàn thì nó không có biết thằng nào là Bắc Triều Tiên với Nam Triều Tiên đâu. Mà nó cũng Việt Nam thì nó cũng không biết là thằng nào là Bắc chưa Việt Nam đẻ ở bên Mỹ hay là thằng đó, nào đẻ ở Việt Nam đâu. Rồi thằng Trung Quốc đây nè, và thằng Nhật Bản nó sẽ không có biết là thằng Trung Quốc là thằng nào đâu. Nó không biết là thằng nào là thằng Đài Loan, thằng nào thằng Hồng Kông, thằng nào là lục địa đâu. Nó chỉ biết là Trung Quốc mà thôi. Nó dạy người ta đó, đây là cái thằng này đó, cái nó dạy một cách là nó dạy là cách chia rẽ. Thằng này nó dạy cái dân con dân như vậy. Mà có một điều mà tôi tin vững tin này, tại vì cái bài học lịch sử ấy, lịch sử là một cái vòng xe đạp, như một cái nan hoa xe đạp nó đi ngang trên con đường đất, nó để lại những cái dấu vết, dấu ấn của nó, những cái căm xe đạp nó ấn xuống trên mặt đường. Thì cái chuyện này là bây giờ nó xảy ra ở Florida, nhưng mà đây nó không phải là chuyện mới à. Đây cái chuyện nó rất là cũ. Chuyện đầu tiên nó xảy ra là năm 1950. Có ông thượng nghị sĩ ở bên cái tiểu bang kế anh đó, Wisconsin. Ông đấy, cái tiểu bang đó, ở năm 1950, ông thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông Joseph McCarthy, ông là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thì năm 1950 đó là ông khởi đầu ra cái chuyện tố cộng. Mà tố cộng ở đâu? Tố cộng ở ngay ở trong thượng nghị sĩ, mà ngay ở trong đất Mỹ. Ông tố thằng này theo cộng sản, tố thằng kia theo cộng sản, mang ra tòa, mang kêu được quốc hội điều trần, tố mấy thằng actor, tố mấy ông movie star ở bên Florida là theo cộng sản. Ông ấy đó. Thế thì thế này này, lúc đó là lúc đầu tiên mà. Thế thì câu chuyện nó xảy ra thế này, thì người Mỹ bắt đầu họ rất là theo. Tại vì có kẻ thù mà, dân Mỹ mà. Rồi chính phủ Hoa Kỳ họ cũng rất thích
tại vì có kẻ thù mà có kẻ thù, tức là có chiến tranh, mà có chiến tranh là có tiền, thế thôi. Đấy. Nhưng mà đến một lúc nào này, đến khoảng chừng 5-6 năm sau, năm 56, 57, tức là cái dân Mỹ, mấy năm sau thôi, khi mà sau khi ông tố cáo người dân Mỹ, ông tổ chức cái chiến dịch tố cộng ở trong Thượng nghị sĩ, Thượng nghị viện Hoa Kỳ và ngay trên đất Mỹ này, thì sau một khoảng thời gian sau, người dân Mỹ nó mệt mỏi, nó chán nản, ông bắt cái gì nữa. Rồi nó họ muốn, ông là muốn chống cộng đi ra ngoài chống chứ không được chống trong đất Mỹ này. Sau đó ông bị thất sủng, ông buồn, ông uống rượu, ông chết. Ông chết trong đơn lẻ đó chẳng. Anh cứ coi cái câu chuyện của cái tiểu bang Wisconsin mà của ông McCarthy đó, thì anh sẽ thấy. Thì tôi đọc cái điều này thì tôi cũng thấy mình bực, có bực. Nhưng mà mình cũng rất là yên tâm. Tại vì những người Mỹ tiến bộ trong đất Mỹ này, họ sẽ không bao giờ ủng hộ cái tinh thần này. Okay, họ sẽ không bao giờ. Đấy, mình chỉ nói cái tinh thần nãy thì tôi nói với anh là khi mà tôi đọc cái nguồn tin rồi tôi cảm thấy tôi phẩm quốc mà tôi không biết nói cùng ai, và cái đó là cái tâm trạng của mình với anh đúng nhau thôi. Tôi tức phải không? À, thì tôi muốn lên nói cùng đây với anh để nói chuyện cái này trước là mình nói để mình giải tỏa cái của mình đấy. Cái thứ hai nữa là mình nói để cho các con các cháu mình ở Việt Nam nó hiểu được cái vấn đề hơn chút xíu nữa. Nhắc là một lần nữa, tội ác của cộng sản tao chưa thấy, tao chỉ nghe truyền miệng, tao chỉ nghe truyền miệng thôi chứ mà tao không thấy. Nhưng mà tội ác của chúng nó thì tao thấy rõ ràng rất nhiều, còn tư liệu phim ảnh đầy đủ, và tao chỉ yêu cầu tụi bay phản bác lại, phản biện ra, đưa ngược lại, một tấm hình lại không nhiều, một tấm đấy, một bằng chứng, tao sẽ hộ một tấm hình. Ok. Ok. Nội dung cái buổi live này là như vậy. Ok. Tôi thiệt không thôi. Rồi ok, cảm ơn anh. Ok. Chào tất cả mọi người dưới đó. Ok. Rồi ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, ok. Đó.